Ở tập trước, Tiên Gạo hóa thân thành bà lão thử thách Sen và tặng Sen ống tre có thóc thần của mình. Sau đó, Tiên Gạo biết được gã tỵ giàu lên nhờ bán gạo với giá cắt cổ cho mọi người. Tiên Gạo quyết định trừng phạt gã. Ở đâu ra mà xử tệ với người ta như thế? Ta quả đã làm khi giúp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ê, ai vừa cốc đầu ta? Ta mà biết kẻ nào thì... Im hết cho ta. Ta trừ tiền công các ngươi. Các ngươi, các ngươi hùa nhau sỉ nhục ta có phải không? Chúng tôi đi. Con nhỏ kia chính mi làm cho ta bẻ mặt. Hôm nay riêng nhà ngươi bị trừ nửa tiền công. Cháu có làm gì đâu, xin ông đừng trừ công của cháu. Ông hãy suy nghĩ lại, nó còn nhỏ, mẹ nó lại đang bệnh. Ai nó giúp nó sẽ chia nửa tiền công với nó luôn. Thôi đi cháu, đôi co với ông ta mình chỉ thiệt thôi. Đúng vậy, cái thứ gì bất nhân quá vậy? Con nít mà cũng bắt nạt được. Đúng là vô lý, quá vô lý mà. Ta sẽ cho hắn một bài học. Đau. Sư phụ, người làm gì vậy? Đau con. Con đó, lại làm cái gì vậy? Hết chuyện làm rồi, đi phá phách chọc ghẹo người khác. Con đang trừng phạt hắn, hắn ỷ có thóc thần rồi nâng giá vô tội dạ, còn ức hiếp mọi người. Vậy hắn có thóc thần là do đâu? Vì sao hắn biết có hàng hắn mà tích trữ rồi bán với giá cao được? Con, dạ, là con nói cho hắn biết là con đã đưa thóc thần cho hắn. Con đã thấy hậu quả của việc không chịu học hành đến nơi đến chốn chưa? Bây giờ thành ra lại giúp làm kẻ xấu. Nên con đang trừng phạt hắn. Vậy con được gì ngoài một trận cười? Còn cô bé kia thì lại bị phạt oan uổng. Từ giờ ta sẽ thu lại phép thuật của con. Sư phụ, không! Một trận lụt sắp tới, con phải làm sao cứu được mọi người ở làng này trong thân phận người thường. Xong việc, ta sẽ trả lại phép thuật cho con. Con đừng có buồn nữa. Mẹ đã nghe bác hàng xóm kể hết việc ở nhà gã tỵ rồi. Nhưng đáng ra con phải được nhiều gạo hơn cho mẹ. Mẹ con mình có thể ăn cơm. Tự nhiên bị bắt vì tội mình không làm. Gã ta đã muốn bắt bí con, thì dù con có làm gì cũng không thoát được đâu. Miễn là con biết con trong sạch là được. Mẹ thì thấy rất vui vì con nay đã lớn rồi, biết đi làm giúp mẹ. Ăn cháo này vào, mẹ thấy khỏe hẳn ra. Mà tôi bị phạt mất hết phép rồi nè. Ai bảo cô chọc gã nhà giàu làm chi? Còn cô, đến đó làm gì? Tôi đã cho cô ống thóc rồi đó thôi. Ống thóc? Chả lẽ cô là bà lão trên rừng? Chứ còn ai nữa? Cô không nói là cho thì ai mà dám ăn chứ? Có phải là đồ của tôi đâu? Cô không ăn? Đương nhiên là không ăn rồi. Tôi nghĩ là đồ của bà cụ đánh rơi.
không thể trở thành tiên trưởng thành được nữa. Thôi thôi đừng khóc nữa, nín đi, mau vào nhà tôi một lát đi. Thì ra bạn là tiên thật, lại còn bị lấy hết phép. Giờ bạn tính sao? Sư phụ nói trong trận lụt sắp tới, nếu tôi có thể cứu hết mọi người mà không dùng phép thuật thì sẽ trả lại phép cho tôi. Tôi chỉ mới làm tiên có 500 năm mà chưa được thi làm tiên trưởng thành đã mất hết phép. Nếu không trở lại được, tôi biết sống sao đây. Dù chúng ta đã hiểu lầm nhau, nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã có ý giúp tôi. Thôi được rồi, bạn hãy ở lại đây đi. Ngày mai chúng ta đi thuyết phục mọi người trốn trên núi lấy